chi hèn ngon quá. Vừa đủ tới luôn. Đó, đừng để quá nó khét nha. Đó, nhìn thấy không, trái xém những cái cánh này. Đó. Đó. Có ai thì thấy nó bụng chưa? Còn gì nữa, vậy chỉ có lấy bia ra bỏ miếng đá vô uống thôi. Bình thường mình uống không uống đá, nhưng mà mùa hè qua đây năm nay nóng quá nên bắt buộc phải vừa bỏ bia. Ở bữa nay mình làm cái món chim cút ruti. Đây có ruti nè, mình có một khoảng chừng nhiêu con đây. Ở chừng 10 con không? 12 con hả? Ờ đây cũng khoảng 12 con chim cút. Đây mình rửa sạch hết rồi. Mình rửa sạch xong rồi để cho nó thiệt là ráo mà nước mới ngon nha. Đừng để còn có nước cho nó, nếu mà có nước nó sẽ bị tanh lắm. Thì cái thành phần đi chung với nó đó, mình có tỏi. Có cái tỏi. Rồi tất thành tép đập dập. Đây, đập dập nè. Cho giống vậy nè. Để nguyên cái vỏ lụa nha. Tại cái vỏ lụa này mới thơm. Đây cái vỏ lụa nè, đừng có lột ra. Để nguyên vậy đập dập thôi. Đừng có bầm vậy đó, cứ đập dập cho đập nát thôi. Rồi. Rồi bây giờ mình có một cái mình chuẩn bị cái thau để mình bỏ chim cút á, mình rửa rải á, để mình mới bỏ đem ướp chung nha. Rồi mình bỏ tỏi vô trước nè. Đó, thành phần của nó gồm tỏi nè. Với bột ngũ vị hương. Mình trộn cái gia vị đều trước để cho nó thấm thơm, chứ đừng cho nó thấm đều với nhau đó, mình bỏ lên cái con chim cút nó mới thơm ngon nha. Chứ mình để chim cút trước bỏ này vô thì nó có nhiều cái nó quá nhiều và cái nó quá ít, nó không ngon. Mình trộn gia vị chung hết. Mình bỏ khoảng nhiêu, 12 con chim cút bỏ khoảng bao nhiêu muỗng? Một muỗng này kia muỗng canh không ta? Chắc ở đó là một muỗng canh đi. Mình không biết kia muỗng gì, chắc là muỗng canh rồi. Đó là muỗng canh của vị hương. Tỏi lên. Đây mật ong. Khoảng chừng 2 muỗng canh mật ong. Rồi tới cái đồ ướp với khoảng chừng xì dầu nước tương á, khoảng chừng 4 muỗng nước tương cho 12 chung cút. Mình không cần ướp mặn, nó ướp cho nó vừa thấm, mà tại mình có ăn chung với muối tiêu chanh rồi đó, mình chấm riêng với nó đó. Thì mình trộn hỗn hợp lên đều lên. Nếu muốn ngon nữa đó thì mình lên bỏ thêm bột tỏi nữa. Bột tỏi này nó thơm nhưng mà nó không có bị nồng giống tỏi tươi đó, nên ai thích ăn tỏi thì bỏ nhiều tỏi. Mình thì mình thích ăn ướp với tỏi nhiều. Đó, bây giờ những cái hỗn hợp nữa mình trộn chung nha. Rồi tỏi nè, bột tỏi nè, thì ngũ vị hương với mật ong. Đó, bây giờ mình bỏ chim cút vô. Chim cút mình đã rửa sạch để ráo rồi, để thiệt ráo nha. Chim cút đừng để ướp. Ướp nó tanh. Ráo nó mới thấm vô được. Bắt đầu mình chỉ để vô nè, mình trộn đều lên. Mình trộn một mớ, xong rồi mình bỏ tiếp theo. Đó, khi sau khi mình đã trộn đều hết là mình thấy cái nước tương nó thấm đều hết bên trong với bên ngoài thì những con cút này được rồi nha. Đó, mình cứ trộn sao mà cho nó đều hết, cho nó thấm hết. Thì sao mình trộn cho nó thấm khoảng chừng, để khoảng chừng 15 phút. Để hơn nữa cũng càng tốt, để khoảng chừng nửa tiếng nữa nếu mà không đói bụng, còn tôi đói bụng quá chừng 15 phút rồi. Đó, mình ướp mình cứ để sao mà cho nó thấm đều hết từ trong ra ngoài chim cút nè, cho cái da của nó mới đẹp. Chứ còn mà mình không thấm tương vô cái da của nó, khi mình nướng nó, cái màu nó không được đẹp, nó sẽ bị trắng chệch. Chỗ nào có nước tương thì nó đỏ, nào không có tương thì nó trắng, nên mình cứ như vậy thôi. Đó, khi mình trộn đều đó, mình để nó khoảng 10-15 phút. Thì nhớ kiếm gì đậy lại, sợ ở bên chỗ nào mà có ruồi nhiều á, đậy lại nha.
Rồi cái con chim cút này nè, mình ướp nãy giờ cũng khoảng trên cũng gần nửa 15 phút rồi. Mình nói 15 phút chứ nãy giờ cũng hơn cũng gần nửa tiếng mà nó bụng quá mình mắc quay phim nên mình thì trước khi mình nướng á mình ướp sẵn nó thấm rồi phải không? Mình đổ dầu vô. Lý do tại sao mình đổ dầu vô sau này? Tại vì dầu đổ trước vô á nó sẽ cover nó sẽ bao hết cái con chim cút này á, nó không thấm được cái gia vị vô. Thì đó là lý do tại sao mình phải cần đổ dầu sau. Mà cái lý do thứ hai là cần gì mình đổ dầu vô làm cái gì à, để đổ dầu vô cho con cút nó nướng không bị khô đó mới ngon đó. Xong rồi mình mới trộn đều lên hết nha, trộn đều hết cho thấm dầu xung quanh hết. Cái tác dụng của dầu này cũng hay lắm, là nó giữ dòng nó không biết nói tiếng gì cho nó gì, nó thấy khô và hết đi cho cái gia vị nằm ở trong con cút nó không có bị chảy ra khi mình nướng. Đó, bây giờ trong lúc mình luộc oi tờ chín này nè, bây giờ mình mới ăn oi tờ trước, còn cái này mình bỏ vô mình nướng, chờ ăn oi tờ xong cái này cũng chín theo rồi mình nướng trước. Thì khi nướng á là mình muốn cái da nó ngon á, nó giòn mà nó không có bị cháy đen, thì mình để cái mặt cái ức lên trước nha, để cái xếp ức lên trước mình nướng. Nướng cho nó chín rồi mình lật cái giặt da là nó vừa đủ độ dầu mình đem nó ăn liền. Chứ đừng có nướng cái mặt lưng trước, nếu mà nướng cái lưng trước á, thì cái thịt nó lâu chín hơn. Rồi khi mình nướng cái thịt nó chín rồi á, cái da của nó sẽ bị bể bở ra, nó không có giòn. Đó. Muốn cho nó thơm cái mùi tỏi á, mình gấp mấy cái tép tỏi này mình bỏ lên trên cái phần bụng nó. Thì đó, xong xuôi hết không? Để hấp lại. Mình phải dặn khoảng chừng 4 con cút này á, dặn khoảng chừng để 20 phút trước đi. Nên mà cái nhiệt độ mình tăng lên đó là khoảng chừng 500 độ F nha, cao nhất nướng khoảng 500 độ F. Nó để 20 phút. Rồi mình mới qua luộc oyster ăn. Rồi ok, bây giờ 21 rồi nè. Rồi mình mới lấy ra mình chở mặt nó. Nó thấy nó vàng, nó thơm rã chưa. Ngon quá. Trời, muốn ăn liền luôn á. Thôi em ơi, sợ chứ đi chờ rất lâu lắm. Chở mặt ở cái vàng chưa. Mình quay cái lưng nó vô hết vậy cho than đâu, nó cũng ngon phải không? Rồi nói chứ than của Việt Nam mình vẫn ngon. Nhưng mà để bảo vệ môi trường á, mình xài than thì ta phải đốn rừng hoặc là trồng cây nữa, thì mình phải đốn rừng để nó tốt trồng cây nữa. Tốt nhất là mình trồng rừng. Mình chở mặt xong rồi, mình không có nướng như nãy nữa. Tại bây giờ cái nhiệt độ mà lúc nãy nó có sẵn rồi, nên bây giờ mình chỉ cần có khoảng chừng 10 phút nữa thôi, cũng giữ nhiệt độ như cũ là 500 độ F, khoảng 10 phút thôi. Ở trong thời gian mình chờ nó chín, ôi sợ nó chín nhanh lắm, con hào này chín rất là mẹ. Bây giờ mình bắt đầu luộc nó, thì mở lửa lớn lên nha, bắt đầu mở lửa lớn lớn lên. Thì đúng không? Thì lộn rồi, đúng là lộn. Rồi mình phải chờ xíu nước thôi. Đây là nước đổ chút xíu vô cho nó lấy cái hơi của nước thôi, chứ mình không có cần đổ nhiều nha. Là nửa nhiều là hấp á, chứ mà giờ mình cứ đứng mình canh nó khoảng chừng nào nó sôi lên lại á, nó sôi lên mình thấy cái hơi nước bốc lên nó khoảng chừng 2 tới 3 phút rồi tắt lửa để đó. Đó, thấy nó chín nó sôi đã không? Dĩa chờ nó chim cút nó chín rồi bỏ ra. Ở đây tại sao mình không ăn giống như Việt Nam có dưa leo cà chua đồ, cái đó là chỉ là không biết Việt Nam có ăn hay là để cho chim đẹp. Nhưng thật sự ra mình mà ăn chung chim cút nướng á, mà ăn chung với cái đó nó kỳ lắm, nó bị mất cái vị đi. Nên cái đồ ăn chung với nó là chỉ có những cái rau mang cái tính ấm á, giống như là ngò rí nè,
với rau răm thì thôi, chim cút đang mới tăng phần lên. Wow, chi hèn ngon quá, vừa đủ tới luôn. Đó, đừng để quá nó khét nha. Đó, nhìn thấy không, trái xém những cái cánh này. Đó, có ai thì thấy nó bụng chưa? Còn gì nữa thì chỉ có lấy bia ra bỏ miếng đá vô uống thôi. Bình thường mình uống không uống đá, nhưng mà mùa hè qua đây năm nay nóng quá nên bắt buộc phải vừa bỏ bia vô vừa bỏ đá uống thôi. Cái này không biết nhiều bia mới xịn ta. Hên quá mai được nghỉ nữa. Đó, lại mở lại. Đó, gì vậy? Tươi nhâm mì. So fresh. Wow, nó nóng đã quá. Đó, còn cái oyster đó xong luôn nè, mình đem ra ăn một lúc đi. Chịu không nổi rồi, chắc mình bóc miếng thôi. Ôi da. Có nhiều người đói bụng lắm đây. Nhìn hấp dẫn chưa?